mạnh của sám hối. Mỗi người chúng ta trong quá khứ vì thiếu hiểu biết mà tạo vô số ác nghiệp, khiến tự tánh quý giá bị ô nhiễm, quấy bẩn bụi trần. Do tâm bị vô minh che lấp khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy ánh sáng quang minh. Vì vậy cần phải quét sạch trần cấu. Theo nhà Phật, phương pháp tẩy sạch trần cấu tốt nhất chính là sám hối. Một trong các thiền hạnh như tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, trì chú, vân vân. Tổng giám đốc Trần là nữ doanh nhân, chủ một đại xí nghiệp thành đạt. Bà học Phật đã hơn 2 năm. Dưới ảnh hưởng của bà, nhiều nhân viên xí nghiệp cũng bắt chước ăn chay tập tu theo. Nhờ đó mà đời họ thay đổi, tinh thần phấn chấn, xí nghiệp càng phát mạnh, chất lượng sản phẩm thêm ổn định. So với các xí nghiệp khác thì bà Trần là một lãnh đạo nổi tiếng, được mọi người nhiệt liệt khâm phục, ngợi khen. Ngày nọ, bà Trần đến nhà tôi kể về tình trạng sức khỏe mình. Bà than thời gian gần đây mình đang bị nhức đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, sinh hoạt và việc tu tập của bà. Lúc bà Trần đương kể lễ thì chứng nhức đầu, thì tôi bỗng nhìn thấy từ vai trái đến gáy của bà xuất hiện một con cá sấu thiệt to không ngừng cắn xé nơi cổ bà, khiến cho phải bên trái đầu máu chẳng cung ứng đủ cho não. Tôi không kìm được vội hỏi, bà có từng ăn thịt cá sấu hay loài vật hoang dã nào không? Ôi chao, tôi đã ăn qua rất nhiều thịt động vật. Bà Trần gầu gĩ nói, trước đây khi còn ăn mặn, do phải thường xuyên chiêu đãi xã giao với khách, nên tôi đã ăn hầu hết mọi loài hoang dã như đà điểu, rùa, thỏ, rừng, gà, tuyết, độc xà, thậm chí cả cá sấu nữa. Nhưng mà thịt cá sấu tôi chỉ ăn qua một lần, hơn nữa lại là dạng thịt đông lạnh, người ta đã giết sẵn trên đó rồi. Tôi giải thích, mặc dù bà chỉ ăn một miếng thịt, nhưng chính bà là người đứng ra mời khách, tự xuất tiền cho vụ tạo ác nghiệp này. Phải biết những loài động vật hoang dã tương tự cá sấu có tính linh rất lớn, chẳng nên tùy tiện giết nó. Không nên vì ham ngon miệng no bụng mà ăn thịt chúng. Ngài Tiên Hóa từng giảng vì sao không nên sát sinh. Lý do như sau: chúng ta ăn thịt chúng sinh sẽ thu nạp khí và máu huyết súc sinh vào thân chúng ta, thần thức nó cũng đeo theo quấy phá. Chính con cá sấu đã ra tay báo thù, khiến thân thể bà luôn bệnh hoạn cực suy. Hiện giờ thần thức nó đang ở phía bên trái từ vai đến gáy của bà. Nó không ngừng cắn xé cổ bà, làm cho não bên trái máu không cung ứng đủ. Đó là nguyên nhân vì sao bà bị nhức đầu. Bà Trần tỉnh ra, nói như thế là thì tội tôi quá lớn, vì tôi từng ăn qua rất nhiều động vật hoang dã, nhất định tôi phải sám hối tụng kinh, phát nguyện. Trước tiên phải hồi hướng cho một con cá sấu này. Tối đó tắm rửa xong, bà Trần quỳ trước Phật tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho con cá sấu đã bị giết hại. Trong quá trình tụng kinh, bà gắng chịu đựng kiên trì tụng hai bộ kinh Địa Tạng, khắc phục được các chứng chóng mặt nhức đầu. Qua hôm sau, lúc gặp lại tôi thấy tinh thần bà, tướng mạo bà đã thay đổi tốt. Bắt đầu tươi trắng hồng hào, những vết ám đen cũng tan hơn phân nửa. Chiều đó mấy đạo hữu đến thăm bà Trần. Trước mặt mọi người, bà tổng giám đốc oai vệ này đã buông bỏ hết vẻ cao ngạo quan liêu của mình, thành khẩn kể lể phát lộ những lỗi lầm mình từng phạm trong quá khứ, chân thành sám hối tội mình đã từng ăn và giết hại nhiều sinh vật. Bà sám hối ngày xưa khi làm lãnh đạo đã có tâm cống hạn ngã mạn, nóng nảy hẹp hòi, sám hối mình lúc chưa học Phật đã tạo nhiều ác nghiệp chất chồng. Ngay lúc bà đang sám hối, những vết ám đen còn lưu trên mặt dần dần tan biến hết, thay vào đó là nét sáng rỡ hồng hào tươi tắn. Lúc này tôi nhìn thấy những chúng sinh từng bị bà làm hại đang thấp thoáng ẩn hiện. Dưới uy lực chân thành sám hối của bà, chúng sinh tâm tha thứ, hỷ xả, rồi từng tớp cũng bay lên, trong chốc lát đã vãng sinh vào thiện đạo. Sức mạnh sám hối thù thắng là cực lớn như thế đã khiến mọi người xúc động sâu sắc. Cả hội trường nhốn nháo cùng nhau thú tội, thế là anh
Một câu, tôi một câu, ai cũng thành tâm phát lộ nhận lỗi, lao sao tự kiểm điểm ác nghiệp và những lầm lỗi. Sai quấy mình đã tạo trong quá khứ, sức mạnh của sám hối đúng như Phật từng thuyết, trong kinh nghiệp báo sai biệt như sao. Nếu người tạo tội nặng mà biết ăn năn tự trách, sám hối lỗi xưa, nguyện không tái phạm, ắt có thể nhổ sạch tận gốc mọi ác nghiệp. Chơi cổ phiếu chướng ngại tu hành. Trương Sĩ học Phật rất linh tiếng, 10 năm như một ngày, nghiêm trì giới luật, tụng kinh sám hối, tổ chức phóng sinh, in kinh định kỳ. Chỉ cần là việc lợi ích chúng sinh, ông đều phát tâm dốc sức làm, là một cư sĩ tu đại gia chân chính. Mấy mươi năm nay nhờ một bề dốc lòng bố thí rộng trong phúc điền, cho nên sự nghiệp kinh doanh đồ điện gia dụng của cư sĩ phát triển rất thuận lợi, tích lũy được nhiều của cải, sống sung túc giàu sang. Đầu năm nay, một người bạn đề nghị ông chơi cổ phiếu để tài sản tăng thêm. Trương cư sĩ nghe nói rất thích, nếu thông qua thị trường cổ phiếu mà ông được nhiều tiền, rồi dùng vào việc lợi ích chúng sanh, thế chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Ông vừa khởi tâm niệm như vậy, thì tối đó trong mộng, thần hộ pháp lập tức nhắc nhở ông, người tu hành không nên chơi cổ phiếu. Sau khi tỉnh dậy, câu nói thần hộ pháp cứ quảng vẳng bên tai khiến Trương cư sĩ suy ngẫm mãi. Sau đó ông thoát nhiên hiểu ra, muốn tu cho thoát ly tam giới, đã thật tu thì không nên chơi cổ phiếu, vì cổ phiếu thường trồi trên trục xuống, mà không thị trường cổ phiếu có rất nhiều rủi ro. Cá nhân hay thiểu số đều có tâm lý cầu cơ, khát vọng, kiếm tiền. Trong đây, vô tình giúp dục vọng và lòng tham không đáy của mình tăng trưởng. Loại tâm tham này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự khang kiện tâm linh, nên đối với người tu có hại hơn là lợi. Cổ phiếu, tất cả quan niệm lo lắng rất nhiều, do vậy phiền não cũng phát sinh theo. Lệ thuộc thị trường cổ phiếu sống động hoặc tuột dốc, khiến tâm sinh bất an, chìm vào tính toán tiền bạc và bị vướng kẹt trong đó. Một khi tâm thường lo sợ rối rắm thì khó bảo trì lực, khó giữ được an lạc. Thử hỏi người tu mà lúc nào có tâm cũng trộn rộn, phải lo tính toán về tiền, ưu tư vì trào lưu cổ phiếu, bị lệ thuộc vào chuyện được mất như thế, thì làm sao có thể viễn ly điên đảo mộng thường, đạt đến cứu cánh niết bàn? Tất nhiên, nếu bạn đã phát hết tất trước thì chẳng có thể để nói. Thế nên tại đây xin chân thành cảnh tỉnh các pháp hữu đã người chân chánh tu hành thì không nên chơi cổ phiếu, giải thích thêm: duyên khởi duyên diệt, thân ta có dạng mối khổ, vì cơm áo ăn ở mà hằng giờ hằng khắc đều khởi tâm tham chất chồng. Đệ tử Phật chỉ cần tịnh tài tịnh phản để nuôi dưỡng sắc thân, tiền tài không thanh tịnh chớ nên dùng hay tích trữ, phải tin sâu nhân quả mới có con đường mưu sinh của người tự tài gia. Nếu muốn tu hành chân thật, xin khuyên bạn những nghề nghiệp đầu cơ giống như chơi cổ phiếu cần phải cẩn trọng lánh xa. Có thể sẽ có nhiều người khác rằng thật khắc khe khi nói chơi cổ phiếu chướng ngại việc tu hành. Ở vị một tu sĩ, tôi cũng tán lòng bài này, vì nếu đầu tư vào cổ phiếu mà lòng tối ngày thấp thỏm không yên chí thì chính là mất vật chất mà ta đánh mất tự thanh tịnh an bình của bản tâm. Trong báo ứng hiện thời 3 trang 231 kể ông tổng giám đốc công ty địa ốc giàu có tiền tỷ tỷ. Ông chơi cổ phiếu có lần trong 15 phút mà bị mất tới 470 vạn. Thế là ông chấn động xuất huyết não và đột tử. Cho nên chơi cổ phiếu gây chướng ngại là ở điểm này. Còn nếu bạn chơi mà đổ cổ phiếu lên xuống trúng đậm hay thua to gì, lòng bạn vẫn thanh thản bình an, thì chẳng có gì đáng nói. Bạn có toàn quyền quyết định theo ý thích của mình